ban viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tình lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lọng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội phát tán, lan truyền nhiều hình ảnh về một người tự xưng là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Qua nắm tình hình bước đầu, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mấy khi ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Tuy nhiên, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Do đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các cơ quan trên quan tâm tham mưu Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Còn theo thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view, lượt xem và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
mấy khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.